Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì trời mưa gió lên bản thì mình có gặp một loại cây. Này các bạn này, cây. Lá ra đây các bạn này, lá đây. Đó chính là cây nghệ đen các bạn ạ. Đây là cây nghệ đen. Mình cho các bạn quan sát cây nghệ đen như nào các bạn nhá. Đây các bạn này. Đây các bạn này, đây là cây nghệ đen các bạn này. Cây nghệ đen thì nó khác với lại cây nghệ vàng của chúng ta. Cây nghệ đen thì nó có thân màu xanh, nõn chuối. Còn cái cây nghệ đen này của mình thì nó là màu tím các bạn nhé. Màu tím. Đây các bạn xem lõi bên trong này. Nó màu tím này. Còn rễ nó thì là màu trắng như này này. Để cho các bạn xem rồi. Màu trắng như này. Màu trắng này các bạn này. Còn lá nó này các bạn này. Lá nó thì có màu tím dọc theo cái thân nó lên. Đây. Mình giới thiệu với các bạn đây là củ nghệ đen. Củ của cây nghệ đen. Mình sẽ cắt cho các bạn xem. Đây. Củ cây nghệ đen như này. Đây củ già rồi các bạn nhé. Củ già rồi. Đấy, nó có chấm những cái chấm đen đen này các bạn này, có những cái chấm đen đen đấy. Và mùi vị của nó thì mình sẽ thử mùi vị của nó cho các bạn xem nhé. Đây, mình sẽ cắt một ít cho mình thử đây. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Nó rất là đắng các bạn ạ. Đắng, cay cay ở cái đầu lưỡi nữa. Đây các bạn. Rất là đắng luôn. Nước nó bọt xuống này, nhưng mà nước bọt xuống này rất là ngọt. Hôm nay thì ông bà mang về rất là nhiều cái loại cây thuốc quý luôn các bạn. Mà mình chỉ biết giới thiệu cho các bạn là cây nghệ đen này. Cây nghệ đen này thì như các bạn đã biết đấy, thì là về công dụng của cây nghệ đen này này, công dụng thì nó là cây thuốc chữa dạ dày rất là tốt luôn. Cây củ nghệ đen này chữa dạ dày rất là tốt luôn. Thì ông mình hiện tại thì đang bị đau dạ dày này, cho nên là mang cái củ này về, củ nghệ đen này về. Củ nghệ đen này thì chúng ta kết hợp với cả mật ong. Mật ong là mật ong rừng, tức là mật ong nguyên chất các bạn nhé. Đây nha các bạn nhé. Cách sử dụng thì các bạn là gọt vỏ ra này. Các bạn gọt vỏ ra. Các bạn giã củ nghệ đen này ra. Hoặc là các bạn có thể chế biến ra thành tinh bột. Đấy, sau đó các bạn là pha vào mật ong. Mật ong các bạn uống vào buổi sáng các bạn nhé. Uống vào, pha vào nước ấm. Các bạn uống vào buổi sáng và buổi tối. Cái bài thuốc củ nghệ đen với cả mật ong nguyên chất này thì theo phản hồi của rất là nhiều người mà bị đau dạ dày ấy, thì họ nói là cái bài thuốc này rất là hiệu quả. Bạn nào mà bị đau dạ dày hay là người bạn nào mà bị đau dạ dày hay là người nhà các bạn bị đau dạ dày thì các bạn hãy chia sẻ cái video này cho mình, cho mọi người biết các bạn nhé. Mình cảm ơn các bạn. Nếu mà các bạn không tìm được cái cây nghệ đen này thì gọi cho mình các bạn nhé. Không tìm được cây nghệ đen này thì hãy gọi cho mình nhé. Mình xin chào tất cả các bạn. Nhớ đăng ký kênh theo dõi cái video tiếp theo của mình các bạn nhé. Mình xin cảm ơn. Chào tất cả mọi người nhé.